Bạn có biết Ấn Độ loạn đến mức nào không? Nữ cảnh sát này chỉ là ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp phải một đám côn đồ đang ngồi uống rượu. Vừa quay lại đã bị tát ngã xuống đất. Đánh xong bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ, còn kéo người phụ nữ vào phòng. Một ông già hơn 70 tuổi bước vào phòng, đạp mạnh vào người phụ nữ. Sau khi đóng cửa lại thì bắt đầu hành hung người phụ nữ. Sau 3 giây, ông lão hài lòng bước ra khỏi cửa. Tiếp đó là 2 tên, 3 tên, 4 tên. Bọn chúng đã tra tấn người phụ nữ trong nhiều giờ. Nhưng đây vẫn chưa đủ, bọn chúng lại lái xe máy, nhìn thấy cửa nhà người phụ nữ, nhân lúc chồng và con gái cô ấy đang ngủ say, đem cửa khóa chết lại, sau đó đổ xăng 92, nháy mắt lửa bùng to. Chồng và con gái ở trong nhà đã bị thiêu chết. Ngày hôm sau, người phụ nữ lê thân thể bị thương nặng về đến nhà, nhìn đống đổ nát trước mặt trầm mặc không nói. Đau khổ trong lòng cô ấy đã không còn từ nào có thể tả. Người phụ nữ tên Pony, cô ấy đã đưa 4 tên cặn bã ra tòa, nhưng bọn họ căn cản không sợ. Tên nhiều dâu còn vô cùng kiêu ngạo, còn làm ra động tác tay trêu chọc Pony. Mà bọn chúng sở dĩ có thể kiêu ngạo như vậy, tất cả chỉ vì bên trên bọn chúng có người. Thông qua tầng quan hệ này, bọn chúng rất nhanh đã thoát khỏi vòng pháp luật, từ cửa sau lặng lẽ chuồn đi mất. Pony cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bắt lấy tay cảnh sát oán trách không công bằng, nhưng đây căn bản không có tác dụng. Cô ấy bị đuổi ra ngoài một cách vô tình, mà tất cả những điều này đều bị người đàn ông đứng cách đó không xa nhìn thấy. Anh ta là anh trai của Pony, pháp luật đã không cách nào đòi lại công bằng cho Pony. Vậy thì sẽ do người làm anh trai này đến giúp em gái đòi lại công đạo. Anh ta đưa Pony đến một căn nhà bỏ hoang, bên trong trói một người phụ nữ, chính là cô ta đã giúp đám côn đồ kia trốn thoát. Chuyện đến nước này, người phụ nữ này vẫn không chịu, nói ra chỗ ẩn nấp của đám côn đồ kia. Hết cách, Pony chỉ đành rút con dao đã chuẩn bị từ trước ra, muốn gửi lời chào thân ái đến cô ta. Nhìn vào con dao đang di chuyển, người phụ nữ cuối cùng đã nói ra địa điểm ẩn náu của đám côn đồ. Nhưng Pony cũng không có tha cho cô ta, sau khi phóng hỏa thì rời khỏi đó. Sau đó bọn họ lái xe đến chỗ ẩn náu của tên đầu tiên. Anh ta đã uống hết 2 ly rượu và vẫn rất kiêu ngạo. Bọn họ quyết định phải chăm sóc tốt tên cặn bã này. Người phụ nữ nhặt một viên gạch dưới đất lên, đập mạnh xuống đầu người đàn ông. Anh trai của người phụ nữ đi lên đạp cho một cước thật mạnh. Sau đó bọn họ trói người đàn ông lên bàn. Lúc này người đàn ông vẫn chưa biết cái chết đang đến, vẫn tiếp tục trêu chọc Pony. Pony nhặt chai rượu lên đập mạnh vào hắn, tiếp đó lại nhờ anh trai lấy bột ớt ra đắp lên trên vết thương của hắn ta. Chỉ nghe thấy tiếng la hét của người đàn ông đau thấu tim can. Có điều đây vẫn chưa đủ xả giận, sau đó lấy cây sắt ra đâm điên cuồng vào người đàn ông. Pony lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, nghĩ đến chồng và con gái đã chết của mình, còn có chuyện tối hôm đó gặp phải. Cô ấy bảo anh trai mang đến một chai axit sulfuric, trực tiếp đổ lên nửa thân dưới của người đàn ông, sau đó dùng lửa đốt chết anh ta. Đối xử với người khác theo cách riêng của họ. Sau đó, bọn họ lái xe đến chỗ ẩn náu của tên thứ hai. Lần này anh trai tìm đến một người giúp đỡ, bởi vì tên khốn nạn này trốn ở trên thuyền. Bọn họ chèo chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến lại gần, đợi sau khi đến gần thuyền lớn, anh trai ném cốc tay Molotov ra ngoài và đốt cháy thuyền. Người trên thuyền toàn bộ nhảy xuống biển trốn thoát. Anh trai dùng súng tiểu liên bắn chết toàn bộ, mang tên cặn bã cuối cùng đánh ngất đem về nhà từ từ giày vò. Pony bắt đầu điên cuồng đánh vào người đàn ông, cho đến khi kiệt sức mới dừng tay, sau đó lấy ra axit sulfuric và đổ lên người anh ta. Người đàn ông đau đớn hét lớn. Cùng lúc này, chiếc tàu cháy thu hút sự chú ý của những tên côn đồ khác. Bọn chúng toàn bộ chạy tới, nhân lúc anh trai không chú ý, liền tấn công anh ta từ. Anh trai rút súng ra hạ gục được đối phương, nhưng giây sau có vô số côn đồ lao đến, một phát bắn khiến mọi người sợ hãi, nhưng mà súng trong tay anh ta đã không còn đạn. Ngay lúc này, Pony lái xe chạy qua, cô ấy vội vàng gọi anh trai lên xe. Hàng trăm tên côn đồ lao đến như điên, bọn họ chỉ có thể liên tục lùi về sau. Nhưng lùi dần, Pony đột nhiên dừng lại. Nữ tài xế này tuyệt đối là một người tàn nhẫn. Đối mặt với hàng trăm tên côn đồ cầm dao, cô ấy không chỉ không sợ, trực tiếp đạp chân ga xông lên. Các anh xem, xông lên. Đến đây. Những tên côn đồ khác thấy thế, sợ hãi điên cuồng bỏ chạy. Nhưng hai chân làm sao chạy nhanh bằng 4 bánh, không phải bị ép thành bánh thịt thì cũng bị đè thành thịt xay. Còn có may mắn sống sót được, cũng sợ hãi toàn thân đầy mồ hôi không dám thò đầu ra. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Ngày hôm sau, Pony giúp anh xử lý xong miệng vết thương, bọn họ lập tức đến nơi ẩn náu của tên cặn bã tiếp theo. Hắn ta chính là lão già cặn bã cuối cùng, lúc này đang trốn ở trong rạp chiếu phim xem phim. Hai người ở trên xe nạp xong đạn, chuẩn bị chia nhau ra hành động. Anh trai cầm súng đi đến cửa, dùng chân đá vào cửa. Một tên ở bên trong ra ngoài xem tình hình, bị ăn một viên đạn đi luôn tại chỗ. Một tên khác muốn bỏ chạy, cũng được ăn một viên đạn. Nghe thấy tiếng súng, mấy tên côn đồ bên trong lao ra, một dao chém bị thương tay của anh trai. Anh ta tức giận, đấm liên tiếp vào bụng tên kia. Lúc này lão già cũng đã nghe thấy động tĩnh, ông ta phái toàn bộ thủ hạ ra ngoài. Thấy anh trai bên này người càng ngày càng nhiều, Pony cũng bắt đầu hành động. Cô ấy lặng lẽ đi vào trong rạp chiếu phim,
và cho lão già ăn ngay một viên đạn, nhưng cô ấy không có ngay lập tức giết chết tên cặn bã này, mà là giữ lại từ từ chơi đùa với hắn, đầu tiên cắt rời các chi của hắn, cuối cùng thì đầu cũng cắt nốt, mà anh trai ở bên này, lấy một chọi với mấy chục tên côn đồ. Pony dìu anh trai bị trọng thương dự định rời đi, nhưng một đám thủ hạ khác của lão già cũng chạy đến. Anh trai cố tình đẩy Pony đi, chờ sau khi đám côn đồ đến gần, anh ta trực tiếp châm lửa vào bình xăng. Nhìn chiếc xe nổ tung ở trước mặt, Pony đau khổ quỳ trên mặt đất. Mặc dù đã báo được thù cho con gái và chồng, nhưng cũng đã mất đi người thân duy nhất trên đời này. Có thể cô ấy sẽ sống cả đời với những bất an và mặc cảm,